thì thật ra thì không nhất thiết phải là từ 3 hay hoặc là 5, nhưng mà riêng anh á thì anh muốn một cái mô hình mới, hoàn toàn mới, với lại phong cách mới, sẽ đa dạng hơn La Thăng trước đây. Cho nên đó là anh sẽ chọn với mô hình 5 thành viên, và thật là may mắn thì khi các bạn hòa nhập được với nhau, rất 5 thành viên thì thật sự rất là khó, nhưng mà bên cạnh anh sinh hoạt những ngày qua thì các bạn đã hòa nhập với nhau và tạo ra một cái không khí rất là tốt, đã tạo cho anh rất là nhiều cái cảm xúc để thể hiện hết những cái năng lực của mình cho La Thăng. Và em nghĩ bây giờ các bạn khán giả của chương trình Cơ Bộ 8 cũng đang rất tò mò về năm thành viên này. Anh có thể là bật mí cũng như là một chút xíu thông tin hay là tài lẻ gì đó của các chàng trai của chúng ta được không? Thật sự La Thăng á thì có hai bạn là đã đi sinh hoạt model rồi, và một bạn thì cũng đã đi hát trước đây, đi hát trong các cái chương trình của Đan Trường, đã sinh hoạt cũng khá nhiều. Là hai bạn còn lại thì hoàn toàn là mới hết. Thì nói chung tài lẻ thì sắp tới các bạn xem đi, các bạn sẽ thấy được La Thăng có những cái tài được như thế nào, và các bạn sẽ thấy được các thành viên của chúng ta rất là hăng say trong công việc cũng như là ngoài đời, rất là vui vẻ và rất là hòa đồng với nhau. Anna, vậy thì em nghĩ là với một boy band mới như vậy thì việc tập luyện rất là khó khăn phải không? Vậy thì lịch làm việc của các bạn như thế nào và anh đã hướng dẫn cho các bạn như thế nào để có thể trở thành một boy band với vũ đạo nè, ca hát nữa? Về vấn đề tập luyện thì có lẽ là rất là gay go đối với các thành viên, không những mà tập hát này, tập vũ đạo này, và các bạn còn được truyền tải cái cách xử lý trong âm nhạc, cũng như là được gặp một số chuyên viên tư vấn về cái ngành giải trí này để tư vấn cho tất cả các bạn về cái cách đối xử với những cái người trong giới, trong nghề như thế nào. Và có một số cái thì nói chung là Tuấn phải chỉ cho các bạn rất là nhiều về vũ đạo. Thì các bạn tập một ngày từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa, và sau đó là từ 2 giờ trưa, từ 1 giờ trưa cho tới 3 giờ chiều, và buổi tối thì sẽ tập hát là từ 7 giờ cho 9 giờ. Nên cái lịch tập rất là gay go với các bạn, có nhiều khi các bạn ngủ lại tại nhà Tuấn luôn để tập cho hoàn thành tốt cái những cái ca khúc mà Tuấn đưa ra. Cho nên là có nhiều bạn đã mệt và bị bệnh luôn, thậm chí có những Là bạn không chịu nổi áp lực của đúng rồi cái việc tập luyện này không hơi anh? hơi là hơi nặng nề, và riêng Tuấn cũng vậy. Cho thật sự hôm nay thì Tuấn cũng hơi bị khan tiếng một tí Chị nãy giờ xíu. anh thấy em thấy là anh nói nhỏ 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 không dám có lơi lớn. Nói chung là cái lịch tập rất là dày đặc, cho nên là Tuấn cũng thấy được cái lòng nhiệt huyết của tất cả các bạn đã tạo cho đã dốc hết sức mình cho cái công việc. Cho nên là nhiều khi tập rất là mệt mỏi rồi, nhưng mà các bạn các em vẫn dành cho Tuấn những cái tình cảm, giống như là tập xong thì bày ra những cái trò để tạo ra Không khí tươi vui cái không trong khí rất lành là cho tươi thoải vui mái. về sau.